Xin kính chào quý bà con nông dân. Công ty Việt Nam Nông nghiệp sạch xin giới thiệu đến quý bà con sản phẩm ít chúa 260SC Napri Super, chế phẩm trừ sâu gây hại trên cây trồng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần chính của sản phẩm, đó chính là hoạt chất Indosacap 2%, Crofenapi 24%. Tiếp theo là về công dụng của sản phẩm. Sản phẩm trừ sạch các loại côn trùng khó trị như là sâu tơ, sâu xanh, sâu ống hành, sâu cuốn lá, sâu đục thơ sâu vẽ bùa sâu khoan bọ chỉ nhện gié ruồi đục trái đã kháng thuốc khó trị và nhiều loại côn trùng trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Để biết thêm chi tiết về liều lượng và cách sử dụng đối với từng loại cây trồng, quý bà con nông dân có thể gọi về số điện thoại hotline 0919817033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí và để mua hàng, quý bà con nông dân có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video này. Cảm ơn quý bà con nông dân đã theo theo dõi video xin kính chào và hẹn gặp lại